Hàng vạn người chứng kiến Quan Âm hiển linh ở Phổ Đà Sơn. Rốt cuộc là thần tiên hiển linh hay là ảo giác? Phổ Đà Sơn thuộc tỉnh Chiết Giang, được mệnh danh là một trong tứ đại danh sơn Phật giáo ở Trung Quốc. Ở đó có tượng Quan Âm Bồ Tát được thế giới vô cùng tin thờ. Mỗi ngày đều có rất nhiều người đến đây để tỏ lòng tôn kính với Quan Âm Bồ Tát. Vào năm 2015, siêu bão Chan Hom đổ bộ vào Trung Quốc gây nhiều thiệt hại nặng nề. Nhưng khi cơn bão sắp đi vào đảo Phổ Đà, hàng vạn người đã tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu xảy ra. Trên bầu trời xuất hiện hình ảnh Quan Âm Bồ Tát dùng lòng bàn tay làm cơn bão di chuyển sang hướng khác. Câu chuyện Phổ Đà Sơn xảy ra sự kiện Quan Âm hiển linh được lan truyền khắp nơi. Năm 1997, tượng Quan Âm lại có hiện tượng lạ trong ngày khai quang. Đây rốt cuộc là thần tiên hiển linh hay là ảo giác của những tín đồ sùng đạo? Đằng sau rốt cuộc còn ẩn chứa những bí mật gì mà con người chưa từng biết? Chúng tôi sẽ tiết lộ ngay trong video ngày hôm nay. Sự kiện Quan Âm hiển linh ở Phổ Đà Sơn vào năm 1997. Sự kiện này được lưu truyền rộng rãi ở núi Phổ Đà. Hơn nữa, hàng vạn người đã tận mắt chứng kiến. Vào ngày 30 tháng 10 năm 1997, tượng Nam Hải Quan Âm được tổ chức nghi lễ khai quang. Nhưng trước đó 2 ngày, trời đã mưa tầm tã. Nhà sư và các tín đồ dự tính rằng mưa có thể sẽ không tạnh vào ngày diễn ra đại hội. Trong lúc mọi người đều đang lo lắng về tình hình thời tiết này, thì đột nhiên buổi tối trước ngày diễn ra đại hội, mây đen từ từ tan đi để lộ ra bầu trời đầy những vì sao. Điều này cũng làm cho họ an tâm phần nào. Đại sư Dưới Nhẫn, trụ trì chùa Phổ Tế ở Phổ Đà Sơn, còn cẩn thận quan sát lại tình hình thời tiết vào lúc 3 giờ sáng. Nhìn thấy bầu trời quang đãng, không có mây, lúc đó mới an tâm quay về ngủ. Vào ngày thứ 2 tổ chức đại hội, khi mọi người đang lần lượt bước vào thì bầu trời trở nên ảm đạm, mây đen bắt đầu kéo đến, báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp chút xuống. Nghi lễ khai quang bị dời lại khoảng 15 phút, Giới Nhẫn đại sư vội vàng ra lệnh cho người mua hơn 4.000 chiếc áo mưa để đại lễ có thể diễn ra thuận lợi. Điều không ngờ là lúc bắt đầu nghi lễ vén tấm màn đỏ trên tượng Quan Âm, bức màn mây đen trên trời như được ai đó vén lên, một tia nắng vàng tỏa sáng, chiếu thẳng vào bức tượng Quan Âm cao 33m, nặng 70 tấn, phủ lên tượng đồng một lớp ánh vàng. Trong khoảnh khắc đó, sau lưng Quan Thế Âm dường như có muôn ngàn tia sáng Phật quang phát ra, giống hệt như Quan Âm hiển linh. Mọi người đều không khỏi ngạc nhiên, có người còn nhìn thấy hình ảnh Bồ Tát trong những tia sáng vàng giữa những tầng mây. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt đều cúi đầu trước tượng Phật. Một vài tín đồ thậm chí đã bật khóc. Các chuyên gia cho rằng Phổ Đà Sơn xuất hiện hiện tượng này có thể liên quan đến thời tiết, bởi sau cơn mưa, bầu trời sẽ xuất hiện những hình ảnh bất thường. Hơn nữa, tượng Phật chủ yếu được làm từ đồng. Hiện tượng tia sáng phát ra là do ảnh hưởng của hơi nước trong không khí. Điều này có thể khiến tượng Bồ Tát phát ra ánh sáng vàng. Mặc dù việc này có thể được giải thích bằng khoa học, nhưng có rất nhiều người cho rằng sự việc Quan Âm hiển linh là có thật. Thời tiết là chuyện rất khó đoán. Không ai có thể sắp xếp được sự việc chính xác đến từng thời điểm như vậy. Vì vậy mỗi năm đều có rất nhiều người đến Phổ Đà Sơn chiêm bái bức tượng Phật Quan Âm này. Quan Âm đẩy lùi siêu bão Chan Hom. Cũng giống như miền Trung Việt Nam, dọc duyên hải tỉnh Chiết Giang Trung Quốc thường xuyên có những cơn bão đổ bộ vào. Vào đầu tháng 7 năm 2015, truyền thông Trung Quốc gửi thông báo về cơn bão Chan Hom, một siêu bão hiếm gặp trong 60 năm trở lại đây sẽ đổ bộ vào Phổ Đà Sơn. Vào thời điểm đó, các quốc gia như Mỹ, Nhật cũng phát ra thông báo gọi cơn bão Chan Hom này là cơn bão có sức đe dọa lớn, có thể để lại nhiều hậu quả nặng nề. Sau khi nhận được những thông báo này, người dân ở Phổ Đà Sơn rất hoảng loạn. Họ đã tích trữ đầy đủ những nhu yếu phẩm cần thiết, chuẩn bị ở trong nhà chờ qua cơn bão. Mặc dù bão vẫn chưa đến, nhưng ngoài đường đã bắt đầu nổi lên những cơn gió to thổi ào ào, khiến mọi người ở đây cảm thấy lo lắng bất an. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ đến là cơn bão Chan Hom đã không đổ bộ vào Phổ Đà Sơn như dự kiến, mà trực tiếp chuyển sang hướng khác, cách đó chưa đầy 1 km, một góc 45 độ về phía Nhật Bản. Người dân địa phương tin rằng hiện tượng bão đổi hướng có thể liên quan tới tượng Phật Quan Âm ở Phổ Đà Sơn. Họ cho rằng Quan Âm đã hiển linh bởi hướng giơ tay của Đức Phật tượng Quan Âm này tương phản với hướng đổ bộ của cơn bão. Bởi Quan Âm là vị Bồ Tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Người đã từng nguyện rằng khi gặp nạn, chúng sanh chỉ cần thành tâm niệm tên của người, Quan Âm Bồ Tát lập tức sẽ dựa theo giọng nói đó đến giải cứu họ khỏi tai họa và ban phước lành. Lúc cơn bão gần đổ bộ tới, thậm chí có cư dân địa phương ở cách núi Phổ Đà khoảng 20 km nhìn thấy một vệt đen dài như một con chăn nằm trên vách đá.
mọi người cho rằng bóng đen đó chính là Quan Âm Hiển Linh đã hóa thân thành để cản cơn bão. Sau khi nghe tin về vụ việc, chính quyền địa phương đã mời các chuyên gia tới cùng nhau điều tra. Nhóm điều tra đã đi đến vị trí của cái bóng đen và phát hiện bóng đen đó chính là chất lỏng mangan từ các vụ phun trào núi lửa của những năm trước đó. Tuy nhiên, bóng đen này không liên quan gì đến việc cơn bão chuyển hướng đột ngột. Việc cơn bão đột nhiên chuyển hướng vẫn còn là một ẩn số. Liệu Quan Âm Bồ Tát có thể tiếp tục cứu người dân khỏi bão Terry? Khi các chuyên gia vào đội điều tra vẫn chưa hiểu được nguyên nhân của cơn bão tràn hồng đổi hướng, thì lại nhận được thông tin một cơn bão có tên là Teddy sẽ đổ bộ gần Đại Thanh Sơn ở Phù Đà Sơn. Cường độ của cơn bão lần này không thua gì siêu bão tràn hồng. Không còn cách nào khác, các điều tra viên vội vã sơ tán khỏi nơi này. Lần này, những cư dân sống gần Đại Thanh Sơn không hề lo lắng, bởi vì họ cho rằng cơn bão này cũng sẽ chuyển hướng giống như cơn bão tràn hồng. Kết quả đúng như những gì mọi người đã nghĩ. Sức gió của bão giảm dần và chuyển thành áp thấp nhiệt đới. Đội điều tra lại đến đây để đo hướng và tốc độ gió và đi đến kết luận bão Terry sẽ đổi hướng. Nhật Bản sẽ là quốc gia phải hứng chịu ảnh hưởng của cơn bão này. Các nhà khoa học đã nghĩ đến việc đảo Lạc Gia Sơn bên cạnh Phổ Đà Sơn là nguyên nhân để cơn bão chuyển hướng, do nó đã ngăn cản sức mạnh của cơn bão. Họ đã đi đến hòn đảo này để điều tra vì đây là con đường duy nhất để bão đi qua Phổ Đà Sơn. Nhưng diện tích của hòn đảo chỉ là 0,63 km² và độ cao rất thấp. Rõ ràng là không thể ngăn được sức gió mạnh của cơn bão. Cuối cùng, đội điều tra bắt đầu điều tra góc hoàn lưu khí quyển. Lần này, họ đã tuyên bố tìm ra lý do thực sự khiến cơn bão chuyển hướng. Núi Phổ Đà nằm ở vĩ độ 30 độ Bắc. Nó vừa đúng lại nằm trong phạm vi cao cận nhiệt đới. Áp cao cận nhiệt đới ảnh hưởng đến những thay đổi trong luồng không khí, hình thành lên một đường chuyển hướng. Trùng hợp rằng, đường chuyển hướng này lại hướng về phía Nhật Bản. Đây là mấu chốt giúp bão đổi hướng 45 độ. Tuy nhiên, theo thống kê, từ khi bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ở Phổ Đà Sơn được hoàn thành vào năm 1997 đến nay, nơi này thực sự chưa bao giờ bị thiệt hại do bão. Vì vậy, người dân địa phương nơi đây tin rằng Quan Âm Bồ Tát ở nơi đây đã thực sự hiển linh. Năm 2016, diễn viên Viên Tịnh Nghi và Trương Chí Lâm đã tới Phổ Đà Sơn để lễ Phật. Hai người họ đã đăng một tấm ảnh trên Weibo khiến vô số cư dân mạng ngạc nhiên. Họ nhìn thấy trong đám mây có một vệt sáng màu vàng phát ra, mà hình bóng đó lại giống hệt như một vị Phật đang đứng. Lúc đó cũng có rất nhiều khách du lịch tận mắt nhìn thấy, đã chụp hình lại làm kỷ niệm. Những câu chuyện về Quán Thế Âm Bồ Tát hiển hiện cứu giúp người dân chưa bao giờ dừng lại, và những tín đồ của Phật giáo, thậm chí là người vô thần, vẫn tin vào những sự kiện này. Bởi người là vị Bồ Tát luôn nhìn thấy tiếng ai oán, đau khổ trong bến mê của chúng sinh và sẵn sàng cứu giúp họ khi cần. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video bổ ích từ Tâm Linh Cuộc Sống. Chúc bình an đến tất cả các bạn.